Đây, Đây này, quay đào huyền. cái đào huyền nhà ông Tuyến Nương đây. Hôm qua video đào trộm cái cảnh lợn rừng nhà ông, hôm nay là đào huyền ở ruộng nhà ông đây. Đấy, đi về đi chậm vào xong cây đầu tiên cho mình. Đấy, Cây cây to, nhỏ đầu tiên đây này. cây to. Đây, cây nhỏ đây. Đây sang cây nhỏ. Cây to bên kia. Đây là Răm răm cũng đỏ dày nhỉ. À, đây đây là đào đỏ. đào đỏ. Răm dày như nhau. Ừ, tức là cây thì bằng tay trẻ con. Thế rồi. Cây thì to. Cao độ 1m2, 1m1, 1m2. Nhỉ. Đỏ nhưng mà da đỏ quá. Các bác kinh nghiệm. Cây này thì Tết thì đẹp lắm mà. Thế thì Đây này. đấy, nụ dày chát này. Nụ dày chát. Cây nhỏ nhỏ nhưng mà nụ với ghê. Kín đấy này. Kín. Nhưng mà cơ mà da nó đỏ. Ra đỏ. Đấy, Da nở đỏ. đây, nở đây. À là ở Cây đây. hoa nở đây. Đào ở đây đào bích rồi. Đào bích, Ừ. đào đỏ. Đây cây này đỏ đây. Nở đây. Cây là bão đây. Nở bán. Ừ. Có cả quả này. Ừ. Ra quả đây này. Đây có nhìn này. Tôi quay các bạn. Đấy. Trắng toát Đào này cũng đào cánh chép. cánh kép chứ, đào cánh kép, Đào đào bích cánh chép. cũng đào bích à, đào Nhật Tân, đào đỏ Ừ. đấy, đào đỏ Nhật Tân Đây là cây nhưng mà lở bị đào lở bích. lở lúc cây này bị lở báo 4 năm 6 bông rồi. Đúng rồi, Nhưng mà còn nhiều lắm. Cái cây này này phải hàng nghìn bông nữa. đó, dây mà Nó dày. hát đấy, cành cành bé nữa nữa Đây cành bé đây. bé như cái cơ Ui này giời. cũng nụ đi, nụ nó chát đây, đang Dầm. cũng có nụ báo Ừ, đây, có lụ cũng có báo. thắm thế này không. Ừ. Như đào chết đi. Ừ. Như lá đi. Không đào này nó có lá trông không giống đào chết như là trọng qua. Ừ. Trọng qua nó mới giống đào chết. Đấy, đỏ đây như. Chót đi. Hả? Vâng. Đỏ lắm các Đỏ. bạn. Đào đẹp, răng nó đẹp. Dầm đẹp. Hết lúc này sang lúc bên anh em mình phát lá đây. Núi kia là đào ấy, núi kia là đào phai. Núi Đây đào đào đỏ đây, bên đỏ. này đào đỏ. Có một núi này đào đỏ thôi. Đào Đây. đỏ chậm hơn đào phai vì nó nhỏ hơn. Ừ. Cây chậm Nhưng mà nhỏ hơn, bông nó dày hơn à? bông dày hơn Dày bông hơn. đấy, chứ còn còn cái lực lượng chăm là như nhau đấy, ba Ừ. năm đấy, thế mà cuối cùng kém được cây nhỏ hơn. Ừ. Tổng chỗ này là có ông Tiến là bao nhiêu? 120 cây. Chỗ này gì? Ừ, cả Cả. cả Đây là mới luống đầu tiên. vâng, Để mới xem luống hết đầu đầu tiên. tiên thì các bác xem. Đi chậm nữa, TV cái kênh nó không loáng loáng. Mình đi nhanh là loáng loáng họ nhìn không kỹ. Đấy, Đấy. dằm dày thế rồi. Răm dày. 120 cảnh. Ừ. Ai nhà mua thì có giá thì rẻ thôi. Ừ. Sang bên kia anh em mình sẽ sang Vâng. kia đầu. Đấy, vẫn một cây phai rồi. Đầu. Đây. Cứ để Cũng bác là cứ để hoa cứ để hoa cũng là bông bắt đầu đây báo lẫn vào đây. cây phai này báo đây cũng Cánh là kép các bạn kép chứ. cánh kép hết Cánh kép hết. Đào Nhật Tân. đấy Mắt ghép của Nhật Tân. phai đấy Đấy, nụ lên. đây lụ đây Đấy, cát tôi sang sang nướng kia, nướng kia thì đấy dày không đấy, cát nhỉ và dày xịt xịt các bác nhìn cây thì bé nhưng mà công nhận nhỉ đấy, những người mua xong rồi tặng đây là tặng như chậu này mà đấy, đúng rồi đánh bầu hết rồi đấy, tặng bây giờ chỗ chỉ này nhấc như chậu là thành thôi ừ đấy. cái này nhất tặng cái này cây tặng này Tặng rồi, rồi tặng. tức Đấy, còn cái nô em lấy ra ngoài đây là vừa bán vừa tặng nè. hả Đấy, nhà ở đây này, cái ừ. này mới có ruộng ở đây chứ không lấy đâu. Ừ. Bây giờ ra đường rồi thì thôi đi. Nhưng ra đường anh em ở đường là chỉ con nó kinh doanh hợp Vâng. hả Ở trong nhà như vậy em chán lắm, ở trong nhà bây giờ nó không có người nói chuyện, nó ra đấy nó còn có người nói chuyện, không như mình ấy vui. ừ. Nhưng mà Đấy, anh em em mình thử 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 giao lưu xem nào, cho nó giá cả nào rồi giá cả thì đấy quay mặt đây quay đây vâng cũng lấy là xô xô là 550 như là cái cây ấy, cây cây chậu ấy cây chậu vâng là một một cây 550 hay 500 rồi lên 500 đi 500 cho nó rồi tròn ừ. tròn Đây là ông Long với ông Tuyến là chưa chưa ấy cả đâu nhé đúng rồi chứ không phải là mặc cả trước mới quay đâu nhé vâng đây là vâng sự thật đấy không phải là được thực vì ông Tuyến là ông dễ các bác xem video ông đấy Tuyến là ông dễ lắm là cành đều lắm, đây là ừ. cái luống này cành đều hơn cái Đúng rồi luống đỏ. cởi lời cho trời cởi lộc cơ nhỉ Ok, không làm đúng gì. rồi
Sáng nay lại làm mấy trăm cành chậu lửa không nhỉ? Có không? Cây này là đánh bầu hết rồi. Cái này nhấc bầu lên này. Cây trực này là chỉ là đánh bầu hết rồi. Đấy, 500 đấy, cả cây trực này. Có không? Cây trực huyền này. Trực huyền, cây này cũng đẹp này nhé. Vừa có trực vừa có huyền. Có trực huyền, mấy cây kia là huyền thế. Kiểu cây... Đây, cây này trực huyền này. Trực huyền đâu? Ừ. Cây này đẹp. Được không? Cái này cắt đấy. Cắt làm hai cành được. Hai cành nữa. Họ sẽ cắt nhưng mà tôi tính một cây. Vâng. À nếu mà để cá là đẹp đấy. Để cá đẹp chứ, nó trực hoành mà. Ừ, trực hoành. Ừ. Nhê. Đấy, đầu tiên em các bác nhìn này. Tính là định cho vào chậu. Cái này chơi đẹp này. Ừ, chơi đẹp này. Hả? Trực hoành đấy, đẹp này. Thoát đẹp. Thoát thân 500 đẹp đây có nhìn. Đấy, đẹp. Tán dày xít. Dày xít. Cao khoảng độ hơn 2 mét. Đấy. Huyền cái này cũng phải gần 2 mét. Huyền hơn 2 mét. 500 cái này là hợp lý. Đấy, quá đẹp. Đây là dăm, bác nhìn lại cái dăm này. Nó đỏ, nó già. Đào này đào 35. Đào 35. Đấy, ai mua trồng bé thôi nhưng mà ông trong đảm bảo vườn này các bác buôn. Các bác buôn xong các bác để ý các bác sẽ quyết định nhé. Cây non mà dài chưa chắc nó bằng nó được. Đúng rồi, bé bé tí hoan. Nó đẹp. Ừ. Công nhận. Giật rụt mà nó ấy. Đây này. Cây đã trực này. Đấy. Đánh bầu rồi. Cây này đánh bầu rồi gì? Vâng, đánh bầu. Có lưới à không à? Đại đấy là dễ nó nhiều thoải mái cho đây này. Ông đánh bầu rồi đánh bầu lâu rồi đấy bầu... chẩn dễ rồi chẩn dễ rồi chỉ việc cho chậu thôi cho chậu rồi tức là không bị trột nữa đấy vừa rồi là em cái loại này em đánh em chưa cho à đây gì đấy còn một số đây này đấy. Số này là ở chợ ấy này đáng là cho chậu rồi đấy thế nhưng mà bây giờ chưa cho theo cái xô cả 500 đấy, còn mấy cây này đấy. Ở ngoài kia thì 550 nhỉ cây trong thụ đây này đẹp. Huỳnh đệ hay là huỳnh đệ cũng bằng giá đấy cả. Ừ. Đây là một hai, cây nhé. Một cây này anh nào thích làm hai cây. Cây này làm trăm trăm rưỡi thì bác về không không được 1,5 triệu tôi đi đầu. Đúng, không được 1,5 triệu cây này thì không làm gì được. Không nhỉ? Cây này nó độc. Đẹp. Dạ. Hai cây hai cành hai thân. Thì tại sao trong 500 nhưng được 1,5 triệu vì cái lý do thế? Hai thân. Đẹp. Giảm cây hai thân lắm mấy cây cơ. Hoa thắm chắc chắn là thắm. Hoa cực kỳ đẹp. Hoa là đúng Tết. Nhưng mà cái này thì cắt thì tầm bao nhiêu cắt được? Cứ tầm 20. Đào huyền này còn đào. Đào huyền là 20 là cắt. Nhưng mà đào huyền có chậu không? Không, đào huyền là không cho chậu. Cắt thì gì? Cắt thôi. Cắt. Gốc mình chả đi, anh nào thích đào thì đào. Có người thích đánh vào chậu thì không, đấy. Giả sử người ta thuê cả ấy thì bao nhiêu lên chậu này? Vâng, lên chậu được. Lên chậu vâng. Thêm bao nhiêu? Lên chậu thì mất tiền chậu mới tiền ấy không đánh vào tiền chậu ta biết rồi đánh thì đánh hộ cũng được làm sao thế mà đơn giản vâng ok không phải 50 một cây đánh hộ nào vâng 50 50 xong lại nuôi cơm đấy đúng rồi ok có hả từ 50 một cây vâng. Chủ đánh hoa đây này ừ. Nó là đầu ấy đầu phai Nhật Tân ấy tại sao ông trong 50 cũng phải có công hay là người ta đánh làm cẩn thận nữa đúng rồi đẹp chứ đánh họ thì nó khác vâng. Có hả vâng vâng ấy cây này có hoa thắm không đấy có mùa hoa đỏ cái hoa nở đấy là nó chưa phải là hoa chính cho nên chưa hoa chính chưa đạt đấy chưa đạt tiêu chuẩn đấy thế mà nó là trái vụ đúng rồi thế mà đẹp thế rồi đúng rồi kiểu như lúa người ta lỡ rỗ tháng 9 nhưng mà rỗ tháng 8 nó sẽ khác đúng rồi đấy bác nào nông nghiệp sẽ hiểu cái đâu đấy. Có phải không đúng rồi. Hoa đào nó phải giáp Tết. Nói chung là bọn chúng em này nhà vườn làm phải tính toán phải làm thế nào cho đây này. Đẹp nhất chứ. Bông này mới là các bác bông. Đấy, bông thế rồi. Đấy. Hoa đẹp này. Đấy, nhìn bông đấy. Theo ông Giao nghĩ thì vườn này bác nào buôn là khả năng là kiếm ăn này. Là kiếm ăn. Đấy, những cây này. Thứ hai là chủ rất dễ tính các bác. Giá rất ok. Ừ. Ông muốn đánh hộ nhưng ông ra mà phải giá 50. Cái gì giống thì thôi. Ừ, đánh hộ cũng được. Giá thì đánh lúc rồi. Không có ok. Đây thì này. Ừ. Bãi xe đi. Ngay đầu ruộng nhỉ. Ừ, xe để ngay xe xe ô tô vào tận đây. Đường bê tông rồi. Ừ. Đấy. Rằm già lắm. Rằm dày rít nó già. Cành đỏ chót đấy thôi. Ừ. Cành của em nó đỏ hết. Khác. Đấy. Mắt to lắm. To lắm. Dày quá. Dày. Trông thì quay quay. Cây này cũng được hai cây thôi này, hai cành như này. Không ở đây phải nói là các bác mua các bác cũng tính loại đào nhưng mà ở đây ông Dòng nhắc lại là chúng ta không nên kinh doanh một loại đào các bác. Đúng rồi. Phải kinh doanh giá độ 500 là hợp lý, bán ở khắp nước là hợp lý rồi. Đúng rồi. Mua tại vườn ấy, các bác sẽ được
một hay là 2% thì cái đấy tôi không nắm rõ, nhưng mà mình đừng kinh Đấy, doanh, ông cho cái người đi thoải mái đi. mình đừng kinh doanh một loại đào. Cái này vừa có huyền vừa có chậu, hai loại là bán một điểm được. Có người thích chậu, có người thích huyền không nhau. Cành này nó to này, nó dài. Đấy. Đẹp lắm. Đâu. Cái này dài. 3 mét. Bỏ có Ừ. lục báo này. Đây. Thân to. Nụ báo đây. Đấy, 3 năm. Đây, 35. cành đào 3 năm đấy. Đây này nhìn. Những cành này nó đẹp lắm. Dày dít thế này. Đây rít đi. Dày dít. Trông thì xấu nhưng nhỉ. Cây nó già, Ừ. nó mốc meo. Thưa thầy đứng ở đây để giao lưu với. Đây đúng là cái cây này, Đây là. cái con này, đây là chậu này. Đấy. Cây đào chậu. Ừ. Có 10 phút. Đấy, lại còn đây nữa, Ừ. còn cái hàng lên đấy. Vì là em xen kẽ đánh đào chậu vào cái đào này cho nên đánh nó không được tập trung. Không tập trung. Lúc bây giờ là rồng là mình không không ấy được, không Ừ, chủ đi động dọc được. cho khách hàng ngắm một loạt nữa. Và Đấy. nói là lúc trồng ấy là cái đất này làm nó vào mất tuần lễ mới xong đất, cho nên là Tuần cây nữa. cây vàng cây mình có rồi, cho nên Ừ. mình chờ trực trồng, cho nên là nó mới cho vào nó không không đầy Đấy, mình đi này cho khách hàng ngắm lại một lần nữa. được. Dăm tức là dăm đỏ. Năm đó này Có và phải không? Rồi. nó là đào phai, Đào là phai. cái luống lúc đầu Đào là phai nhưng mà đào cánh phai kép. đấy, và cánh kép Cánh ba đào tầng. Nhật Tân đấy, Phải Nhật Tân. mắt Nhật Tân vâng, Ừ. đào này ghép Ghép. Đấy. ghép của Nhật Tân Đẹp lắm ạ. đấy, cánh này Trông bé bé nhưng mà rất đẹp. nó già cây Ừ. từ 3 năm nữa cho nên nó già. Đấy. Cái này cái đầu đó thì quá đỉnh. Quá đẹp, Ừ. hoa rồi chứ. Nụ báo đây Hay cái là dăm nó đỏ chắc là hoa đẹp, đẹp. dăm đỏ hoa nó mới đẹp, nó bền Bền hoa. bền hoa mà nó Không già nhá. già cành. Đây lụ báo đây. Đấy. Các bác mua vườn này với giá 500 nghìn ông Dông nghĩ là Chưa được. ăn được Nhưng mà vẫn phải ấy hả? hả? Vẫn phải tặng cho một số chứ. Để khách hàng lấy tiền xe ăn sủng. Để có một số Ăn cây, bánh mì trông thức đào có một số cây nhỏ chứ. để tặng, cây nhỏ nhưng hoa đẹp Ừ. Ừ. đấy, những cây này quá đẹp Cái này đẹp. Những cây này có giá. Những cây này thì mỹ mãn rồi. mãn rồi, Cây này cây mà này bán 500 tầm là mỹ mãn này. đẹp, bán phải tiền triệu chứ Tiền nhỉ. triệu rồi. Đấy, Chắc chắn là triệu mới hơn đi. cũng Nhưng mà tùy theo chỗ được người ta bán chứ không còn phải là mình kệ, nhất không thiết. quan trọng, mình cứ lấy giá của mình thôi. Không, nhưng mà 1 triệu hay là 1,5 triệu cũng tùy theo chỗ bán. Đúng rồi, đúng rồi. Cái ông mà bán sai chỗ là thất bại đấy. Và Có đúng không? Khu dân mình phải theo cái khu dân cư rồi. của nó. Mới lại dân nó thích đào gì. Và đúng rồi. Thấy hiểu chưa? Chưa khoanh này, rồi. Ừ, đây, trực hành. Cây này là một đây. Tính một cây nó được đôi các bạn. Cái kia cũng thế. Ừ. Tức là cây chồng cây vợ. Có phải Đấy, có hai cây này cũng chụp hình được. không? Đâu? Nhỏ nhỏ lên nhưng nó đẹp. Ừ. Cái này cũng chụp hình mà. Cái Ừ, cành nó to cây thì được, được bao cây trực hành? cũng không khối đấy. Ừ. Được 6-7 cây Ừ. chụp hình. Cây này vẫn bé bé nhưng tính là một đây này, Bé nó hai mới đấy. cánh. Cái này thì các bác thể cắt Chụp làm hình hai đánh chậu. Đây đánh chậu rồi đấy. này. Ừ, đâu này anh chậu lên thì Đấy đẹp những này. cây này lên chậu rồi đấy. Ừ, cây Có này các bác đánh chậu các bạn, đánh chậu hết rồi lên đấy. đánh chậu. Ừ, có khuôn hết chậu rồi đấy. Những Ừ, cây kia là có các bạn, chậu thì nhấc lên là rễ nó nhiều lắm, rễ nó tù các tù. bác đánh chậu cái này là bán khác giá ngay nhá. Đấy, chậu đấy. Những Nên cây đánh kia chậu. lên chậu, cây kia lên chậu, chụp hình lên Ừ. chậu. Đấy. Đấy, nó như thế này. Đây, cái luống này ông đánh dở đây. Ông đi theo thì các bác nhìn không lại. Được quay chỗ đẹp, không quay chỗ xấu. Có 3 luống phải không? Chỗ này là ông là sang năm các bác lại Có sản phẩm, có sản phẩm có đây nhiều rồi. hoa đây này, nó hoa nó đẹp này này này, Cái này vào chậu được nhỉ? vào Đâu? chậu được. Hoa đâu? Đấy. Cây này mua có khi tặng được, Ừ, cái này không không tặng. ấy tặng. Đã khá là cứ Đây hôm này, qua bảo đây tặng rồi, tặng đúng rồi, tặng 20 cây tổng thể cả ngoài kia rồi. đây này đây, Có phải không? tặng Đấy. cây này Cứ tặng cây hai này chục tặng cây rồi. Tức là cứ đếm có ngoài cây dư để tặng. Nói chung đếm ngoài kia mới đếm trong này là độ 170 thì còn 150 mà 160 còn 140 thế. Thế cho dễ. đấy, ba đây, đây, trái đây. Ừ.
20 cây này thì bác cũng phải không phải ít tiền đâu nhá. Không nhỉ? Đấy, tặng 20 cây. Cái này đào bầu hết rồi này. Còn đào huyền là bao nhiêu nhỉ? Đào huyền là 120 cây. Thế là cũng còn 100 cây. Đấy. Ừ. Đúng không? Vâng, còn 100 cây. Ừ. Đẹp, già. Già. Yeah. Nhỏ nhưng mà nó già. Già, các bác nhìn. Cây không to. Đây ông dòng quay cây cái quay cái cây gốc này. Gốc đây, gốc thì ông rau cũng không to, không cao, thế nhưng mà chất lượng dăm với chất lượng hoa của nó thì đạt, lụ nó đạt yêu cầu. Đây, cảnh nó đẹp, đây, cây này uốn này nó lại đi vào chậu lên. Đâu? Cây này, dáng đẹp. Viền đấy. Nó già, chứ không phải này. Ừ, cái này nghe oằn vẹo lắm. Chật oằn vẹo lắm. Ừ, đây này là không biết. Gốc đây. Đấy. Cái nắm không đẩy 500 hợp lý, ông Dông thấy hợp lý. Đấy. Đấy. Nốt đằng này mấy cây nữa. Dạ. Để ông tuyến ông ấy chào khán giả. 120 cây, cây. Lấy 100 cây. 1 cây, 100 cây. Cứ đếm thôi hả? Còn cây nào bé thì không vứt đi không tính. Không, đại khái là cây nào bé quá nó không tính 120. Cây bé mà cây ấy thì tính gì? Nó đều đều. Nó phải đều 19/10. Tức là 120 đây thì ông Dòng nghĩ là khéo chỉ được 1-2 cành là không tính chứ còn rồi, còn đều đều. Còn 120. 120 thì là còn 100. Đó. Thế là chỗ này mà gọi 100 cây. Là ngoài kia 150 cây. Không, đang tính cái đào ấy. Vâng, đào huyền. Đào huyền 100. 100. 100 giá 50 là đi 50 triệu. 50 triệu. Mấy đào kia là đào 50 triệu. 150 triệu, còn 130. Không, 150 chậu, còn cái loại tặng riêng. À, riêng gì? Tặng kia chưa đánh lên kìa. À, tặng, bên, xem tặng bên kia gì? Ừ, em riêng ra mà. Đâu, đâu quay chỗ tặng họ nhìn. Đấy, tặng đấy. Đây, cây tặng riêng đúng không? Ừ, bán xong là tặng. Ừ, cây này không tính tiền. Không tính tiền. Đấy, chứ có xấu đâu. Cây này cũng phải... Đây. Yeah. Hả? Bán cũng phải mấy trăm chứ hả? Cây này lên chậu được nhỉ? Các đây, bác mua cái chậu... Lên ngang chậu hết rồi đây. Ừ. Có chậu con hơn này. Đây chỗ này là 3 cây rồi. Đấy, đây đầy. Bên này cũng tặng, cành này cũng tặng nhé. Đấy, cành đấy, mấy cành này tặng. Ừ, cành huyền đấy này. Cũng da đỏ thắm đúng không ạ? Toàn đẹp đúng không? Da toàn da con... Da em bé. Da em bé cả. Đây, cây này tặng đây. Đây, còn ngô đây đấy. Đấy. Đây này, nó cái sen ở đây là đâm là nó... Làm sau đấy, mấy cái răng là nó thanh đây này, là làm sau. Đây này, cây này tặng các bác này. Tặng đây. Tặng đấy. Nhiều kích để tặng mà. Ừ, đếm con đếm mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5 rồi. 6 rồi. Ông Dòng đếm. Thế này cây này nữa là 7 rồi. Tặng đây. Thoải mái các bác. Bác nào làm chuyến xe nhà ông Tuyến này hợp lý. Cả huyện cả chậu cũng như. Đấy, đây là toàn đánh bầu rồi. Đây tặng, tặng này. Nhưng mà mẹ ngày sau lên chậu được hết. 8 cây rồi. Ừ, đây. 9 cây rồi. Ừ, đẹp mà. Ừ, cây này đẹp quá. Đâu nhiều cây đẹp. Tặng cây đẹp. Ừ. Đấy, tặng nhưng mà da rẻ các thứ. Vẫn như nhau. Vẫn như nhau, vẫn thắm. Vẫn da vẫn đỏ lức không nhỉ. Cây này cây đẹp nhỉ. Kiểu như là của ông uống rượu thuốc bắc ấy không nhỉ. Đấy. 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 Nào, đây. Đây. Thoải mái. Đẹp mà. Tặng nhưng mà tặng vẫn đẹp phải không? Ừ. Đấy, nhìn đây này. Tặng cũng ra ra trò. Nhỏ hơn một tí xinh như ok các bạn. Phải không? Đây này. Ông có phải nghĩ đâu. Ừ. Đó, này đây. 20 cây. Kia. 20 cây rồi. Bên kia được. 20 cây. Được. Được. Đấy, những cây này tặng nó vào nó hợp lý quá. Làm gì ai đấy thế. Mỏ lắm. Cây tặng không mà. Sao đó. Đánh chậu rồi. Chỉ được nhấc lên chậu rồi. Thế dễ ăn. Để ghép mấy cái mầm thất thốn này. Ừ. Thí điểm. Đấy. Đây này tặng. Đây, ba cái này tặng. Tặng. Ừ. Nụ dầm dày, ít chứ. Đấy, tặng đấy. Tặng đấy. Đi xong đi, đây xong đi. Rồi. Đây, tặng đây. Đấy, tặng đấy. Đấy, các bạn ngắm đây. Ừ, cây tặng đây. Đấy, cây tặng đấy. Đây này, ba cây. À. Cây đứng đây để chào khán giả ông Dòng ấy. Đi vào đến chỗ này mình có hoa thanh thắng này nữa. Đâu?
Đâu được rồi, cho nó dạ dày hàng. Đây, đây. Cái này nó dày. Bé thì nó xinh rồi. Thông qua video này chúc khán giả con rong, khán giả ông rong Vlog là ai có nhu cầu mua đào đấy, nói lại tổng số đi. Tổng số của tôi là lên chậu rồi ấy, là trong chậu là 150 cây rồi đấy, và đào huyền 120 cây thì tính 100 cây đấy, còn đào chậu cũng gần 20 cây rồi, tặng rồi 20 cây là tặng 20 cây vừa quay qua rồi. Còn đấy, quay vừa nãy quay rồi, ông quay rồi đấy, đến, cây đọc số đấy. Điện thoại đi 0968 378 634, đấy là số điện thoại của tôi. Tiền Do Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Nhà vườn đấy, Tuyến Nương. Nhà vườn Tuyến Nương. Ai có nhu cầu thì đến mua. Tôi sẽ bán ưu đãi đấy. Giá ưu đãi luôn. Thầy đọc lại một số điện thoại chậm. Số điện thoại của tôi là 0968 378 634. Đấy, số rồi, điện thoại. Đấy. Để ông Rong chúc khán giả con rồi. Ông Rong xin cảm ơn các bác đã theo video của ông Rong nhé. Ông Rong trên kênh đào, các bác xem kênh của ông Rong đăng ký ủng hộ ông Rong. Để ông Rong đến động lực vườn đào, ông Rong kiểu như đi buôn hộ sao? Có nhận không? Kiểu là đi buôn hộ đâu. Yeah. Giá rất hợp lý, những vườn này mà không qua kênh của ông Rong là nhiều bác đi ở đường là không biết. Có họ. Ông Rong phát này các bác lựa chọn nhé. Các bác bán ở đâu mà đây đào có 500 thôi. Ừ. Địa điểm bán. Đúng rồi. Các bác sẽ đăng ký ủng hộ kênh Ông Rong Vlog. Vườn Tuyến Nương. Bán rất hợp lý, vừa một xe nhỉ. Một xe. Cả que, cả chậu, cả đào huyền vào một xe. Nhưng mà đào chậu là mình chở trước được, đào huyền phải chở sau. Đúng rồi. Có hả? Không, không thể cùng được. Đúng rồi. Chậu là mùng 10 là có thể nhất được rồi. Đúng rồi. Có phải không? Đúng. Hôm nay mùng 4. Mùng 4, mùng 10 các bác nhấc chậu được rồi. Còn đào huyền này không thể cắt ngay được. Các bác đừng cắt vội các bác. Phải 20 các bác nhé. 20 về bán 23, 20 thậm chí các bác. Nếu mà gần thì tiện xe là các bác cắt hai đợt, không nên cắt một đợt. Có phải không? Cắt một chuyến 20 hay 18 xong là 25 cắt phát nữa là 24 đến cắt phát nữa đấy. Các bác đăng ký ủng hộ kênh Ông Rong Vlog nhé. Vườn đào huyền nhà ông Tuyến Đường rất thắm các bác. Giá cả hợp lý. Ủng hộ kênh Ông Rong Vlog nhé. Xin chào các bạn.